Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong của Bác Hồ. Xin mời quý thượng giáo và bây giờ chúng ta vòng ngược lại cũng như xuống đây cũng như nhau hết bậc hai ở thâu một số bạn là việc ở thâu chúng ta đi xa rất là nhiều đi xa quay mặt hết ra đây. Anh là quay mặt. Bác Hùng mới trở về nhà của Bí Thư á, lúc nãy á, cùng công trình này chúng ta miền Nam thì nó nằm ở giữa đất nước chúng ta. Và đây là đơn quân sự quân khu Nam. Hiện giờ đấy có ấy như đi là người da đen, ấy đi là người da trắng. Hồi đó là Trà My và Lê Đức Đào thì canh các anh các chị cô bác này trước để hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc. Rất quan trọng là đường đầu tiên chúng ta hành trình bị đỏ. Sau khi chúng ta dời căn cứ từ nước là dời xuống ở dưới là ở nước Boa, Boa Bắc Trà My các em biết. Chúng ta cùng đứng lại vị trí này, chúng ta cùng vào với thứ ba nào. Các em xem,